chào quý anh chị. Hôm nay Hành Nhật xin giới thiệu tới quý anh chị một sản phẩm mới về, mã nồi cơm điện Tiger, mã mới nhất bây giờ anh chị nhé, của năm 2017 luôn ạ. ZKD V180W, đấy, 1.8L W tức là màu trắng rồi anh chị ơi, nồi cao toàn IH anh chị nhé. Nồi này thì sản phẩm này của Tiger, tức là nồi con hổ anh chị ạ. Sản xuất đợt này thì giá là phải chăng, cái giá cửa hàng bán là chỉ có 4.200.000 thôi anh chị ạ. 4.200.000 cũng như bao nhiêu lần khác ạ, đều có tác tono. Nhật cái làm như tất cả đều mua lấy cơm anh chị nhá. Và cái môi này rất là xinh xắn này, người ta làm cả cái chỗ để này, để mua lấy cơm này xinh xắn ạ. Đó, hộp xốp đóng qua này, cao toàn IH ạ. Đó, đóng gói cũng nó là cẩn thận luôn. Cũng khá đẹp anh chị ơi, là 1.8L anh chị nhá, khá đẹp luôn. Đó, đây nồi của nó anh chị ơi, mẫu mới nhất 2017. Đó, đấy, nồi được dán siêu anh chị ạ. Đấy, siêu. Đấy, tao siêu ra bỏ xem bên trong ạ. Đương nhiên nồi này có các chế độ nấu nhé, nấu gạo trắng này, nấu eco, nấu thông minh này, nấu cháo này và nấu nhanh. Đấy, có hẹn giờ, với hẹn giờ có chế độ ủ cơm, có rất nhiều chế độ cài khác nhau. Đấy, đấy, cao tàn đi hát luôn. Nói rồi, nó cũng khá là dài dặn. Nói rồi, quả Tiger anh chị ạ, rất là tốt. 1.8L là to anh chị nhá, cao tần IH luôn. Bên dưới này là nhựa anh chị ạ, còn đây là cái nút cảm biến của cao tần IH anh chị nhá, công tắc của cao tần IH. Con này được sản xuất năm 2017 anh chị nhé, như nói ban đầu ạ, 2017 này, sản xuất năm 2017, đây là mã nồi sản phẩm 1.8L. Đấy, mức tiêu thụ điện tối đa là 1.350W. Điện 100V anh chị nhé, Hà Nội điện Nhật điện 100V. Và đặc biệt sản phẩm nồi này là sản xuất tại Made in Japan anh chị ơi, Made in Việt Nam. Xin lỗi, Made in Việt Nam anh chị nhé, sản xuất tại Việt Nam. Tại Việt Nam mình anh chị ạ, sản xuất tại Việt Nam luôn. Đấy, sản phẩm của người nhà dùng, rất là rõ ràng luôn, sản phẩm của người nhà dùng, Hà Nội điện Nhật anh chị nhé. Đó, hàng rất là đẹp anh chị ạ. Vâng, xin cảm ơn quý anh chị. Xin hẹn gặp lại quý anh chị ở nhà 23 để có ngay sản phẩm này đem về cho gia đình mình chị ạ, nấu cơm rất là ngon luôn, chỉ có 4.200.000 thôi anh chị nhé, 4.200.000 đồng. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.